Giải nghĩa Kinh Đệ Nhị Cử. Kinh Đệ Nhị Cử do Nhị Nương Diêu Trì Cung Giáng Cơ ban cho. Nhị Nương có nhiệm vụ cai quản vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu và hướng dẫn các chân hồn từ tầng trời thứ nhất đi lên tầng trời thứ hai, đến vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu dự tiệc trường sanh. Câu 1. Tây Vương Mẫu, vườn đào ướm chín. Tây Vương Mẫu, một danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu. Trái đào tiên còn được gọi là trái bàn đào. Cây đào tiên không trồng ở thế gian được, vì theo lời Đức Phật Mẫu, đất ở thế gian mỏng lắm. Tương truyền, vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu có 3.600 cây, chia làm 3 phần. Đằng trước có 1.200 cây, hoa nhỏ, trái nhỏ, 3.000 năm mới chín. Người ăn đào này thì thân thể nhẹ nhàng. Khoảng giữa có 1.200 cây, hoa thơm, trái ngọt, 6.000 năm mới chín. Người ăn vào có thể bay bổng lên mây. Phía sau có 1.200 cây, trái có vỏ vân tím hột vàng, 9.000 năm mới chín. Người ăn vào được trường sanh bất lão. Theo lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nơi Diêu Trì Cung, Đức Phật Mẫu trụ sanh quang lại làm thành một khối gọi là quả đào tiên, đủ sự sống vĩnh cửu nơi cõi hư linh. Người ăn trái đào tiên sẽ được mạnh khỏe luôn, trẻ mãi không già. Đức Phật Mẫu dùng trái đào tiên làm phần thưởng cho các chân linh đắc đạo trở về đến bái kiến Đức Phật Mẫu. Ướm chín nghĩa là trái cây vừa mới bắt đầu chín, màu hơi ửng lên. Câu 1 có nghĩa là vườn đào tiên của Phật Mẫu có trái sắp chín. Câu 2 chén trường sanh có lệnh ngự ban. Chén là cái chén, giống như cái chung nhưng lớn hơn, dùng để uống rượu. Trường sanh là sống lâu dài. Chén trường sanh nghĩa là chén rượu tiên, uống vào thì được trường thọ. Ngự ban, ngự là tiếng dùng chỉ hành động của vua. Ngự ban là ý nói Đức Tây Vương Mẫu ban tặng. Câu 2 có nghĩa là chân thần lên đến vườn đào tiên thì có lệnh của Đức Phật Mẫu ban cho chén đào tiên để chân hồn uống vào được trường sanh. Câu 3-4 tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, chân thần khá đến hội hàng chư linh. Tiệc hồng, hồng là to lớn. Tiệc hồng là bữa tiệc lớn, long trọng, có nhiều người tham dự. Khá đến nghĩa là nên đến. Hội hàng là hội hè, hội họp. Chư linh, chư là nhiều vị, linh là thiên liêng, chư linh là các đấng thiên liêng. Câu 3-4 có nghĩa là bữa tiệc lớn đã được dọn sẵn sàng, chân thần nên đến tham dự để hội họp cùng các đấng thiên liêng. Câu 5 đã thấy đủ thiên đình quyền pháp. Thiên đình là triều đình của Đức Chí Tôn. Quyền pháp là phép thuật biến hóa quyền diệu. Câu 5 có nghĩa là đã thấy đủ các phép biến hóa quyền diệu của thiên đình. Câu 6 cõi giác thân lên đạp ninh kỳ ngân kiều. Cõi là bỏ ra, giác thân, giác là biết, thân là sát thân. Giác thân là sát thân có các cơ quan để nhận biết các sự vật và hiện tượng chung quanh. Ở đây giác thân có nghĩa là sát thân phàm của con người có ngũ giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, da, để nhận biết các sự vật. Cõi giác thân là bỏ đi cái xác thân phàm, đừng luyến tiếc nó. Ngân kiều, ngân là sông, ngân hà,
Kiều là cây cầu, Ngân Kiều là cây cầu bắc qua sông Ngân Hà. Ngân Hà là con sông lớn nơi cõi thiêng liêng, chia cách tình yêu của Ngu Lan và chức nữ. Đó là dòng sông đau khổ, nối liền với biển khổ, nên nó cũng được xem như biển khổ. Bên nay biển khổ là bến mê, qua bên kia là bờ giác cõi của người đắc đạo. Câu 6 có nghĩa là cõi bỏ xác thân phàm, chân thần nhẹ nhàng đặt chân lên Ngân Kiều để chuẩn bị bước lên cầu đi qua biển khổ. Câu 7, đẩu tinh chiếu thấu nguyên tiêu. Đẩu tinh, tinh là ngôi sao, đẩu tinh là ngôi sao bắt đầu. Nguyên tiêu, nguyên là bắt đầu, thứ nhất, tiêu là từng trời. Nguyên tiêu là từng trời thứ nhất. Ở đây nguyên tiêu không có nghĩa là đêm rằm tháng giêng. Câu 7 có nghĩa là sao bắt đầu chiếu sáng thấu đến từng trời thứ nhất. Câu 8, kim quang kiểu đỡ đến chiều ngọc hư. Kim quang là lằn ánh sáng màu vàng, kiệu là đồ dùng sang trọng để ngồi trên đó có người khiêng đi. Kiệu đỡ là ngồi lên kiệu có người khiêng đi, đỡ chân không phải đi bộ. Triều là chầu vua, ngọc hư là ngọc hư cung, nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn. Câu 8 có nghĩa là lằn ánh sáng vàng làm như cái kiệu đỡ gót chân thần đưa đến chầu Đức Chí Tôn nơi ngọc hư cung. Câu 9-10, khí trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiều quang. Khí và thần, tam bủ của con người là tinh khí thần. Tinh là thể xác, khí là chân thần, thần là chân linh. Băng tuyết, băng là nước đóng lại thành những tảng lớn, thấy trong suốt. Tuyết là hơi nước gặp lạnh ở dưới 0 độ C, đông lại thành những hạt nhỏ rơi xuống trắng xóa. Băng tuyết là chỉ sự trong sạch. Im điềm là hoàn toàn im lặng. Thiều quang, thiều là đẹp, quang là ánh sáng. Thiều quang là ánh sáng đẹp, đó là ánh sáng của mùa xuân. Câu 9-10 có nghĩa là chân thần thì trong trẻo tinh khiết như băng tuyết, còn chân linh thì hoàn toàn im lặng và đẹp như ánh sáng mùa xuân. Câu 11, câu 12, xa chừng thế giới địa hoàng, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng. Xa chừng là chừng độ mức hạn định một cách đại khái. Xa chừng là đã khá xa chỗ đó. Địa hoàng, địa là đất, hoàng là vùng đất lớn. Địa hoàng là chỉ địa cầu. Thế giới địa hoàng, một thế giới là một địa cầu, đó là địa cầu số 68, là cõi trần của nhân loại. Cõi thiên có nghĩa là cõi thiêng liêng hằng sống. Cao thăng là bay lên cao. Câu 11-12 có nghĩa là đi đã khá xa cõi trần, thấy cõi thiêng liêng hằng sống đẹp đẽ, chân thần nhẹ nhàng bay lên cao. Phần giải nghĩa kinh đệ nhị cũ đến đây là hết. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.